Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Bình luận đa chiều trên kênh Tinh Hoa TV. Ngay sau đây là bài phân tích ngắn về sự có hay không sự lo lắng của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc chiến Ukraine. Phạm Dương kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, có hàng chục triệu người Nga được gọi là phe ông Putin đã ủng hộ ông trong hơn 20 năm. Những người đã tin vào tuyên bố của ông rằng họ đang ở trong một cuộc chiến sống còn chống lại bè lũ phương Tây đang sử dụng Ukraine để tiêu diệt Nga. Đó là một thông điệp được truyền vào các gia đình hàng ngày trên truyền hình nhà nước Nga. Và trên thực tế thì cuộc tấn công mà ông Putin ra lệnh một năm trước đang ở vào giai đoạn sa lầy, bế tắc. Hàng triệu người Nga đang điều chỉnh cuộc sống trong chiến tranh. Họ phải thể hiện mức độ cần thiết của lòng yêu nước. Đó là một sự thụ động sinh ra từ nhiều thế hệ trong cuộc sống dưới sự cai trị độc tài. Những người biểu tình chống lại ông Putin trong những ngày đầu của cuộc chiến hiện nay hoặc đã thiệt mạng, hoặc trong tù, hoặc bị đe dọa đã ẩn vào một sự im lặng. Và ngay cả cuộc di tản gần 1 triệu người có học thức cũng có thể tốt cho ông Putin. Hàng trăm nghìn người đã rời đi có thể là những đối thủ tiềm năng. Tầng lớp trí thức rời đi có thể là sự thiệt hại đối với Nga khi họ có thể được sử dụng ở bất cứ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng thống Putin lại nhận được sự ủng hộ của quân đội Nga. Bất chấp những thất bại liên tục trong năm qua, các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu vẫn tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của ông Putin. Điều này bao gồm việc đưa những binh sĩ được đào tạo kém bổ sung vào trận chiến, các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và ngay cả việc bắt cóc trẻ em Ukraine để trục xuất về Nga. Còn trong nội bộ của quân đội, khi một vị tướng bị sa thải, một vị tướng khác vui vẻ thay thế vị trí của ông ta. Ông Putin có vẻ cũng không quan tâm nhiều đến thương vong quân sự. Do lý lịch nghề nghiệp, trước đây ông là một cựu sĩ quan mật vụ KGB nên lòng nhân đạo là một thứ mà ông không thể hiện ra. Hàng trăm nghìn binh sĩ Nga là những tội phạm bị kết án, được thả ra khỏi tù với điều kiện gia nhập quân đội. Khi tội phạm qua đời lại có ích cho xã hội và giảm chi phí duy trì nhà tù. Còn những người lính khác thiệt mạng đa phần không phải là người dân tộc Nga ở các thành phố lớn. Họ đến từ những vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước. Bên cạnh đó, khi so sánh với 20 triệu quân và dân thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai, thương vong hiện tại không đủ lớn để sánh với Liên Xô cũ. Thêm nữa, các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt chưa gây tổn hại trầm trọng cho nền kinh tế của Nga. Thương mại bị mất với phương Tây đang được bù đắp bằng thương mại gia tăng với các nước khác. Ví dụ, Trung Quốc và Ấn Độ sẵn sàng mua dầu dù giá chiết khấu rất cao. Ấn Độ cũng vừa tuyên bố rằng thương mại của họ với Nga đã tăng 400% kể từ đầu cuộc chiến. Một yếu tố nữa là dân số Nga lớn gấp 3 lần so với Ukraine. Hàng trăm nghìn người bổ sung có thể được gọi nhập ngũ và ném vào trận chiến ngay cả khi họ được đào tạo kém. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài qua năm 2023, có thể các nước phương Tây sẽ xem xét lại mức độ cam kết của họ đối với Ukraine. Tổng thống Putin sống trong một không gian thông tin do chính ông tạo ra và hình ảnh của ông giống như một nhà vua là Pierre đại đế đương đại. Mặc dù bây giờ ông Putin có thể không lo lắng, nhưng có nhiều lý do khiến ông trở nên lo lắng. Đó sẽ là tương lai gần của chính ông và của nước Nga. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính thưa quý vị, chương trình Bình luận đa chiều đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh Tinh Hoa TV của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong quý vị để lại bình luận cũng như nhấn like, cùng theo dõi kênh để đóng góp thêm cho chương trình được hoàn thiện. Một lần nữa, Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.